Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối module LED 3 bóng không color. Để mà làm cái module này nó hoạt động được thì chúng ta sẽ cần có cái mạch điều khiển. Ở đây mình sẽ dùng cái mạch điều khiển là LED Full Mini. Bước đầu tiên chúng ta sẽ phải xác định các cái đầu dây để đấu vào cái mạch điều khiển làm sao cho nó chính xác. Thì module này nó sẽ có 4 đường dây, thì mình sẽ xác định âm dương và các dây data. Thì ở đây đầu tiên nó sẽ có cái fix như này, thì để mà đấu nối dễ hơn để hướng dẫn cho các bạn, thì mình sẽ rút nó ra và mình sẽ xác định hai cái dây chờ. Đây chính là âm dương, mình có thể đọc cái chữ ở đây âm dương, thì đây là dây dương và đây là dây âm. Cái này dùng điện áp 12V. Rồi hai cái dây màu xanh dương và dây màu đỏ này là dây data, là mình sẽ phải chụm cái đầu data ở điểm đầu tiên lại. Đối với cái điểm tiếp theo này thì mình sẽ sử dụng rắc, và nếu mà mình muốn cắt ra thì mình phải nối đầu nào vào đầu đó, chứ không có nối chụm với nhau giống như điểm đầu tiên. Thì để mà đấu vào đây thì mình sẽ xác định âm dương ở trên cái mạch LED Full Mini này. Thì các bạn thấy chữ VCC đây là dương, dương mình sẽ cộng vào dương. Thì ở đây mình sẽ dùng COVID, mình gập đầu lại cho nó gọn ghẽ. Sau đó thì mình sẽ mở vít ra. Tiếp theo thì mình sẽ đấu đến đồ âm. Ở đây các bạn có thể thấy là chữ GND là âm. Sau khi đấu được âm dương thì chúng ta sẽ đấu đến đường data. Đường data này như mình vừa nói lúc nãy thì mình sẽ gộp chung nó lại. Ở đây cái đầu này khá là lớn mà mình không muốn cắt nó ra thì mình sẽ dùng cái dây trung gian nối từ data của điều khiển tới cái dây điện. Đây mình sẽ dùng cái cọng dây này. Sau đó mình sẽ mở ốc của đầu data ra, các bạn nhìn thấy chữ data. Rồi mình có đầu này, đầu này mình đã tuột sẵn dây điện này thì mình sẽ cuốn vào đây. Ở đây thì mình đang test ở trên bàn để thử nghiệm cho các bạn thấy thôi, còn trong trường hợp các bạn làm ở những công trình thực tế thì chúng ta sẽ phải làm chắc chắn nó cuốn bằng keo đi. Rồi ở đây là hai cái điểm nối này thì mình sẽ tận dụng cái chỗ này để mình cấp điện vào đây. Ở đây mình có đầu dương thì tương đương đầu dương là 12V, ở đây mình sẽ cấp vào đây. Ở đây là đen và âm thì tương đương với GND, như GND ở đây thì mình sẽ cấp điện vào. Sau khi mình cấp điện thì bóng đèn sẽ sáng full màu. Thì đây là cái nguyên lý mình hiểu về cái bóng đèn và cái mạch điều khiển để cho mình đấu nối làm sao cho chính xác nhất. Và tiếp theo đến thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái chương trình đơn giản để nạp vào trong cục điều khiển. Ở đây thì mình đã nạp sẵn rồi, tuy nhiên là khi các bạn mua một cái mạch mới thì nó có thể có chương trình hoặc là nó không có chương trình bên trong, hoặc là nó có chương trình bên trong nhưng mà nó dùng cho một cái loại IC khác. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập một cách đơn giản nhất. Và tiếp theo là đến phần hướng dẫn phần mềm. Các bạn lưu ý là đối với cái cục điều khiển loại này thì mình có thể rút cái dây này ra. Sau khi rút ra thì đèn nó không chạy nữa. Rồi, mình sẽ cầm cái này đi, mình cắm dây cáp micro USB vào đây để nạp chương trình mới cho cái điều khiển này. Ok. Lưu ý là cắm đúng chiều. Sau khi cắm thì nó lên hoạt động đèn như thế này.
Sau đây là các bước mà mình thao tác ở trên máy tính. Thì đầu tiên là mình phải tải cái phần mềm đó. Thì ở đây mình sẽ tải cái phần mềm Netfull Mini V6.1. Mình thấy cái icon đuôi exe này, mình mở lên. Mở lên thì mình sẽ có cái giao diện của phần mềm. Thì ở đây thì mình sẽ phải thiết lập cái bước đầu tiên, đó là chúng ta sẽ tạo một cái sơ đồ DJ. Các bạn lưu ý là V6.1 thì mới nạp được với cái mạch mới nhất này nhé. Đấy, các bạn click vào biểu tượng hình tròn này, sau đó click vào đường thẳng, double click. Mình có thể nhập số lượng nhiều, ví dụ như 500. Ở trong cái hướng dẫn này thì mình có làm 20 bóng đèn thôi. Thì mình sẽ tạo một đường thẳng 20 bóng đèn, sau đó là mình sẽ kéo và nhấn nút đỏ. Sau đó thì cái sơ đồ của mình đã hoàn tất. Vậy thì mình sẽ chọn cái loại, chủng loại IC mà của cái module. Sau đó là mình sẽ lựa chọn các hiệu ứng phù hợp, hiệu ứng đẹp để nó hiển thị lên trên các cái con LED. Ở đây thì các cái chức năng về đảo, về xoay hiệu ứng. Xong rồi mình nhấn chọn xong là mình có thể chọn các hiệu ứng khác. Nhấn OK. Các bạn có thể thấy là mỗi lần mình nhấn OK thì nó đều tăng lên các số frame, và mình có thể tùy chỉnh, tùy chọn tốc độ dài là chậm, ngắn là tốc độ chạy nhanh. Sau đó mình có thể bấm xem thử. Khi nào mà mình chạy thấy OK rồi thì mình có thể bấm nút nạp. Ở đây thì mình cho chạy chậm đi một tí này. Đó. Mình sẽ stop lại đã. Sau đó mình bấm nút nạp. Sau khi cái mạch mình đã nạp chương trình thành công rồi thì chúng ta sẽ cắm trở lại vào đây. Mình sẽ lấy cái này ra và quan sát đúng chiều, đúng âm dương của nó. Các bạn lưu ý là không được cắm ngược. Ví dụ mình cắm như này ở xa, các bạn chú ý hai cái vấu bên trên nó sẽ nằm quay bên trên. Con ốc phải quay lên cái mặt chữ này nhé. Rồi, ở đây mình sẽ cắm vào xem kết quả. Đó. Như vậy là chúng ta đã có được những cái hiệu ứng rất là đẹp và theo ý muốn của mình. Đây là cái cách đơn giản nhất mà mình hướng dẫn các bạn để các bạn tự tạo được một cái hiệu ứng, tự cho cái LED module full màu này có thể chạy với cái cục điều khiển này. Và bây giờ mình sẽ tắt điện đi để xem các bạn, để xem cái hiệu ứng của nó nhé.